Hello, Hello, Hello anh em anh em đặng Ngọc nhá Hello hôm nay chơi Super Bucket Simulator nữa anh em. Ok chưa Cả hai không anh ngày hôm nay là chủ nhật Sáng mai anh em đi học Chắc chắn là tôi không cả hai Thường là tôi sẽ cả hai vào lúc anh em nghỉ Vào ngày mai Nhá yeah. Cảm ơn anh em Hoàng Huy nó mới vào lần một lơ Lần mười ca rồi Cảm ơn mình nhon Cảm ơn anh em C nhá Lô Lô Cảm ơn anh em Ngân Cảm ơn anh em Huỳnh Anh Cảm ơn anh em chị em NT Linh Ôi giời tặng cái con hạc ác thế vào rồi chưa các bạn anh em rồi kiki gì đấy các bạn quỳnh sơ các bạn anh em chi vô rồi chưa vô rồi chưa vô rồi chưa anh em phúc nha các bạn anh em yêu anh từ nhận từ cái nhìn đầu tiên các bạn anh quỳnh các bạn anh em úi dùng mẹo từ ông này đi qua giật cả mình à, anh em tốc tốc độ chưa được chưa uhm, ok nhá ok nhá vào game nhá vào game nhá hôm nay là ngày bao nhiêu tôi cũng chả biết à, uh, à, hôm nay chúng ta được level 7 rồi các em nha Ờ à, bữa anh em mình làm được level 7 rồi level 10 là anh em mình thuê nhân viên đấy ừ, em mình hí đồ nhá bắt đầu ngày mới đây. À, từ 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 mở để tôi nhập hàng em có cái gì thiếu thiếu thoát được không nước nước hình như thiếu thì phải Đấy, mới không chơi có một ngày tôi quên phun rồi à à phun rồi phun rồi hình như là bữa là tôi tôi lắp tôi tôi, 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 tôi ấy rồi hết nhỉ đúng không nó thôi mua thêm mua thêm mua thêm cái kệ chống nhiều quá ừ. Kệ chống cái gì nhỉ à... ui Hôm nay có cả Ơ à, Hôm bữa là anh em mình nâng cấp được cái 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 cái, cái cửa hàng Cái mặt hàng lên rồi à Hôm nay có cả bơ đậu phộng này Bơ đậu phộng này Bột màu đỏ này Bột màu đỏ này Dầu ô liu này dầu ô lưu ngon đây hoàng huy nhá spaghetti này rồi cơm luôn muối luôn nào ôi mẹ đắt thế nhỉ lỗ 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 mất của tôi rồi lỗ mất của tôi rồi ờ uh, ở... tôi khỏi bắn bột nhỉ rồi quất rồi và nhận hàng phát Cảm ơn Hoàng Huy vào trong hội viên nhá Cảm ơn anh em Long Thành rồi đây là cái gì đây? Muối à? Muối à? Muối, à? muối để đại. Ơ ừ, để chung một hàng chứ. Ừ. Hôm bữa là tập 1 là anh em thấy tôi sắp xếp như thế này. Anh em vô phê bình tôi bảo là những người mà OCD sẽ sẽ đụng gì đấy. Ừ xem tôi là bị khó chịu. Ờ ừ, tôi phải sắp ngăn nắp vào. Rồi, rồi spaghetti này, mì này, mì này. Đấy. Này nói gì đây? Hả? Cái nói gì đây? Không biết luôn. Cái gì đây nhỉ? Nó rồi chén à? À à dầu ô liu. Dầu ô liu, dầu ô liu. Mới nhập xong vui mất tiêu. Nó vẫn đang chưa thảo ly chứ. lần đầu đô nớt mặt cười. Ôi ừ, các chị em Thảo Ly. Không chơi đây tinh simulator à anh à đây tinh simulator kết thúc từ uh, mấy tháng trước anh em nhé. Chơi xong tập cuối rồi hỏi đi tinh simulator. Biết là có xem chưa? Ờ ừ, hay là pha phong phong trào xem được một hai tập bôi nhắc. Ờ. Ừ. Các anh em hello nhá. Ok, mở cửa mở cửa mở cửa. Open the door. Ừm, xem mày có khách đông đông không, hay đầy đủ chưa xét giá, chưa xét giá. Chưa xét giá. Ờ năm đô Ở này bán 7 đô. Bơ đậu phộng, bơ đậu phộng 5 đô bật 7 đô. từ từ chơi ơi. Từ từ em chưa xét giá chưa ơi. 6 đô bán 8 đô. Ờ Ừ. có cái gì tôi chưa xét không nhỉ? Anh em ơi. Có cái gì tôi chưa xét nhỉ? Ơ đi 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 thấy. Chết. Bột bột bột. Ơ à, cái này là gì? À, là spaghetti chứ spaghetti 6,62 đô uh, 8 đô. Nhanh gọn đó còn cái 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 gì đó cái gì đấy? Cái gì đây? Đây là ẩn à, muối 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 3 đô. Ok. Giá thị trường 2 đô. Bán 3 đô. Đợi chị chị nhá. Ai ra ngày mới khởi đầu mà áo đỏ thế hết rồi đấy Rồi à, 60 phải Chị mua lẻ vậy chi 60 phải 50 đô Ui tiền Ui, 60 đô luôn Mẹ chị mua tận triệu 2 À thật Kiếp đi chợ là phải thế chứ Đấy, đi một lần ăn cả tháng Ui chào em chào em nhá Ui trời ơi Ui trời ơi áo tím nhá Nhảm uh, nhảm anh nhá, à, suýt nữa thì 190 đô Ông anh em Hoàng Huy thuê nhân viên đẹp đẹp nha anh à, Thuê em này đó, đó em, anh em ơi Hả? Thuê em này được không? Em ơi, em ơi là em, em, làm nhân viên không em? Hả? Em ơi, em là nhân viên không? À, không à? Ôi trời <laughs> em em kêu là tướng em mày là nhân viên anh em nhé ừ. Ok mà không làm nhân viên mà làm là bạn gái cũng được nhá em nhá. Ừm. Uhm. À, tên tên mà tên mà à tên mà. Ừ. Hmm. Không, không, đồng ý đấy anh em nhá Không đồng ý, không đồng ý Ừ, không đồng ý Ôi, chào chị Ui, để ý là một cái chị mà kiểu như là đã đề như này, da đen đấy mày Như này ấy mà Mấy chị này toàn tôi mua rất là nhiều đồ Ờ, ừ. rất nhiều Đấy, chuyện nãy là 4, 40, uh, 6, 60 đô, bây giờ chuyện này 40 đô, 42 đô Ờ, bà, rồi Chào anh Ôi, xôi, người đàn ông của gia đình 17.75 Ok hai bịch cà phê 24 đô la Cũng là công nhân viên chức Toàn mua cà phê à, Anh này còn đeo kính đen nữa đấy Rồi 17 đô à, Ok anh nhá Đủ rồi nhá Ui em này mua nhiều vậy Ui Mấy bây phải thay, áo hả em Hả Nãy khen Nãy khen anh em hả Nãy khen anh khen sinh nó thay áo à, về thay áo à, cây okay, quay lại mua vời Ôi con à, con 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 Hôm nay đã đông đông quá Đó là Minh Thuận nhá Lần đầu đâu nét cho A à, mặt cười Cảm ơn anh em Thuận nhá Để tôi tôi, 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 tôi xem xem Hóa đơn, hóa đơn hoá đủ như thế nào nó quên đi Hóa đơn, hóa đơn À Ui mẹ mẹ hai, hai 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 đơn luôn anh em nhá hai ngày luôn Chú trả nợ Mỗi phiếu là 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 100 đô Rồi 40 7, 50 Đi luôn anh ơi hai hũ trà 15 à Ok đổi chuyện nhá Ôi chắc đưa 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 bột bột bịch bột Hả Hả Vô siêu thị mua một bịch bột, bộ, 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 bộ đi về Hả Có bột đâu Ôi dồi ôi về nhà cạo tường ra có bột chị nhá Hiểu vô đây mua được có một bịch bộ, bột đi về bảy năm mươi rồi chưa tôi trả hai nợ không nhỉ tôi có nên trả không anh em ơi hay để ngày mốt trả nhỉ làm sao nghĩa hay quỳ 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 luôn nhỉ quỳ luôn rồi anh em làm sao nghĩa nhá con nên trả ơi tôi quỳ luôn úi rồi em lại về thay đồ à chào em ui rồi về lại thay đồ lại tới đây mua khen cái là mua ba lần tuyệt vời <laughs> anh em dũng bà hội viên nhá Đấy Anh trả ông ta Tôi có 300 đô Ờ Có 300 đô thôi Trả tiền lấy tới tiền nữa Ủa, đấy Đấy Anh em phải đến khen phụ nữ anh em hiểu không Đây Tôi vừa khen chị quay lại lần thứ ba chị mù quá trời luôn Ờ Đồ chị nhá rồi đưa tiền đủ luôn anh em nhá Không còn thối luôn Đấy Chưa thấy khách khách hàng nào bo tôi nhỉ chú khách nào bo cho cửa hàng cái gì cả hồi nãy giờ chú có ai than là 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 một trăm đô mà đưa hai mươi chín đô mà đưa một trăm đô đi vào sao hỏi rồi chị nhá tám phẩy năm mươi ok chị đi luôn cái gì đấy không tìm thấy cái gì kerrerô là cái gì Từ chị nhá một hai ba bốn Uh. Ui. Cảm ơn anh em Tuấn Kiệt Lê Văn. Ui giời, Lê Văn Tuấn Kiệt. 22.50. Ui đắt hàng quá. Không kịp bật đèn cho khách luôn. Anh này vô mua, mua có 6.000. À 6 đô. Để tôi đi bật đèn cái. Rồi. Thắng có vẻ như thiếu hai bóng đèn ở bên kia để tôi tháo bóng đèn này được không nhỉ? Ơ à, được này. Ui tôi lắp ra đây cho nó sang Đây cho cái màn, nó sang nó sáng rồi đó. Đấy. Lắp cũng phải thẳng đây không nha Như này thẳng không Thẳng đây chứ Lần đầu đâu nét Văn tiền nhá Ôi giời tôi hôm nay toàn anh em lần đầu không Còn mấy anh em kia không thấy đâu cả 51 51 9 Rồi nhá à. Cảm ơn anh em cùng kim đi luôn đi luôn chị ơi. Có 2, không, anh. không anh em nhá con anh em minh thuận muối đắt quá à? có bịch muối có bịch muối bốn đô thôi tám chục nghìn một bịch muối thôi mà chê à sau này là sao đấy vợ à, anh mặc đồ rõ công nhân viên chức chủ tịch đồ vô chê mua hai bịch sữa bảy đô tuyệt vời một năm mươi nó đi anh nhá ôi ơi toàn đàn ông đi chợ thấy phụ nữ đi chợ ít quá ờ uh, toàn đàn ông đi chợ không ấy mùa lựa thấy không người đàn ông gia đình em vẫn vẫn mặc áo đi làm về mới đi làm về cái mới đi làm về đi mua cho vợ đấy thấy không anh em xem học học hỏi không ạ đảm đang đấy Đấy, không ạ? Ôi giời, đưa tiền mặt đàn ông đích thực phải đưa tiền mặt anh em nhá Đấy Ok anh nhá Úi giời Anh đang lấy đồ ở trên chị cú xuống thế Toạc Anh chơi cái gì đắt anh nhở ừ. Rồi, chịu 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 chị nhá 26,50 Ok chị nhá Chào anh nhá Nãy chơi cái gì đắt 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 đấy anh Ờ uh, 2 đô 50. Ok. Tôi không tìm tìm thấy bột đâu cả. Ba ba hết bột rồi. Ui bột bán đắt quá. Để tôi tôi dừng 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 à, đóng cửa cửa đóng cửa mở không cửa. Ờ ok để tôi uh, đi nhập uh, về tao tiên là gì? Cảm ơn anh em Long Thành. Ờ uh, level 8 rồi. Còn 2 level nữa là thuê nhân, nhân viên được. Giờ ăn này. Uh, cà phê này uhm, trà đen này ừ. à đâu trà đen vẫn còn um, bánh mì ờ có nên trả cái này không ta tôi hôm nay sáu trăm đô hôm nay được 700 đô ờ ngon 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 có nên trả không nhỉ này một trăm này một trăm này có nên trả không hay để ngày mai trả nhỉ hay trả một ngày thôi ờ trả một ngày thôi đi trả một ngày thôi nha ờ ừ. Không khác chả Ờ à, cái này Cái này Cái này Bột là hai phát Dầu ban một phát Spaghetti có không nhỉ? Hết 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 pasta rồi Hết pasta rồi Hết pasta Ờ à, Cái gì ở dưới này nó lấy hết rồi nhỉ? À, spaghetti Spaghetti Ờ uh, Spaghetti rồi Nước còn nguyên Tuyệt vời Nước đóng chai còn nguyên cái 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 hạt bạc mà là gì đây thuê nhân viên sinh vào anh mình nhá tôi không biết anh em nhá à phô mai phô mai phô mai rồi ơi tôi quá khoan hình như chưa tôi còn à không đây trứng đủ chưa nhỉ đủ chưa nhỉ à. để tôi xem đủ đủ chưa nào không biết thiếu cái gì trên đây nhỉ mua nhanh quá không kịp nhìn ạ à, mua cái gì nữa ta à bim bim như thứ bim bim không đúng rồi bim bim hết bim bim hết à bim bim mua rồi Rồi cho hai phát đi dù tiền để làm gì hôm nay là bán là phô mai là tăng trưởng anh em nhá tăng trưởng lợi nhuận anh em thấy cái mũi tên đâu ạ tăng trưởng lợi nhuận đấy uhm. Nếu quay cho nó chạy Ngũ cốc á, à. ngũ cốc lấy hai hai bịch rồi anh em ơi Ngũ cốc hai bịch rồi Thêm bột nhá, thêm bột nhá Ừ, thêm thêm bột đi Thêm bột đi Thêm bột với uh, uh Đường đâu nhỉ À đây, sugar đây À đây, đây, đây Ok, ok, ok Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa 500 đô Hôm nay được 500 đô Lợi nhuận Tuyệt vời Ok, hôm nay là ngày ngày hôm qua là bột là bán hết. Để tôi đặt 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 hàng cái. Ờ à, đặt hàng cái, nãy chưa đặt hàng. Rồi. Bây giờ mua sắp. Em biết thuê nhân viên nó mua sắp bộ hộ mình không nhỉ? Rồi. Rồi. Ừ, uhm, bột này. Hết rồi The one này The one nhìn như trái nước cam vậy Thôi để đây đi Đấy Cái nào mà cậu có, có, có cái ô nào mà nó 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 thiếu thiếu rồi anh em mình bỏ vô à... Bim bim Ngũ cốc ngũ cốc Bột này Lại một Rồi Ơ, sao mà bim 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 nhiều vậy? Rồi lại bim bim. Spaghetti. À đâu, pasta, pasta. Nhầm nhầm. Pasta là mì đấy anh em, đây là spaghetti này. Cũng là mì. Huh? Rồi, đây là bột này cái bột này với bột này khác gì nhau nhỉ khác khác à grab tung supreme tuyệt vời Bộ, bột, uh, bột hãng supreme anh em, anh nhé hãng nó quần áo nổi tiếng được không ạ rồi, để tôi để đây nó, cái hàng dưới nó chống vắng chiều nay có vậy ủa chúng đặt cà phê mà ba cà phê đâu rồi không có cà phê để tôi đặt cà phê các anh em ừ, đây Cho 2, hai, hai 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 hộp cà phê Rồi Đấy, rào vắt nhanh tới luôn Ngoài đời mà được như vậy thì thế rồi, full rồi, Họ để đây thôi Ôi gió, anh em cứ trồng chất nhiều nhiều, anh em mua dư còn hơn là mua thiếu, anh em nhá Mua dư còn hơn là mua thiếu cái cuối cùng này nó, nó bỏ thêm cái gì nhỉ? Hình như tôi có da u đúng không? không? có da u đâu nhỉ? Như tôi từ, từ, từ bữa giờ là tôi thấy da u nó bắt đầu rồi á. Có da u không ta? Pour the water. Hình như chưa có da u á. Cảm ơn unit nha. Ờ chưa chưa có da u. Muối có rồi anh em, muối có rồi. Muối có rồi. Bây giao uông không nhỉ? Hay mắt mày mắt tôi bị bị bị, gà rồi. Không có. Không có, không có. Mua cơm kìa. Cơm còn đầy đây. Chú ai mua được hai hộp. ở à thôi mua cơm đi. Mua cơm đi. Mua mua cơm đi. Mấy cái món mới là anh em mình đẩy mạnh. Ờ. Ừ. Cái món mới là anh em mình đẩy mạnh. Mua mua nhiều còn hơn thiếu. Thế cà phê là mua nhiều này. Có thêm bị cà phê ở đây rồi mà mà cho mà. Rồi ok. Đấy. Cơm cơm cơm. Đây là là, là muối. hết à. Muối có vẻ thiếu nhỉ. Cà phê tiếp. Đấy. Toàn cà phê, chỗ này toàn người trưởng hành tới mua không? được không ạ? Được không? Bán được giá đẹp. Để tôi check lại giá này coi. Ok. Giá thị trường là 4 450 mình bán 50 đô. Ô, 5 50 50 đây. Đấy. Đấy ok này. 483 uh, uh, giá thị trường 483 mình bán 6 quá đẹp. Này 6 đô mình bán 7 đô quá đẹp. Cảm ơn Hoàng Huy nhá, mở rộng lãnh thổ đi anh à Để Xem giá cả thị trường như nào đã được chút anh em Mà nó rơi này à, Level 9 mới nâng được Level 9 mới nâng được cái, cái cái sản phẩm của anh em mình lên Có thể bán được là nước cam, soda Nước nước táo cộng với sữa và soda Sữa là 6 lốc, à, 6 hộp 1 lốc Rồi Bây giờ là muốn mở thêm là anh em phải có 750 đô Mới có 129 đô thôi Được không ạ Chưa mở thêm được Open Thiếu bơ đậu phộng anh ơi Ờ Thấy thiếu thiếu nhỉ thiếu bơ đậu phộng Yeah Thêm đi Thêm bơ đậu phộng tí đi Trong trong lúc khách chưa tới anh em mình Tắp uh, lên là đẹp Đấy cho phát dưới này đi buồn à, bố rồi Full rồi anh em ơi Ông đặt chung mấy cái sản phẩm đặt, đặt, đặt lên rồi Cảm ơn anh em Mark 4 nhá à, từ, từ từ Thiếu pasta này Pasta với spaghetti Pasta với spaghetti Chú ai tới nhở Pasta đâu nhỉ Pasta với spaghetti. À, đây hai phát này đi đấy dư hơn thiếu ơi tôi mở cửa nó sẽ cho ai tới vậy anh ơi tôi mở cửa khai anh ơi Rồi, còn dư một hộp năm cho đẻ nữa tuyệt vời không khéo là anh em mình uh, dư cả đầu với trong này không lần sau ngày mai khỏi mua anh em nhá ờ à, vẫn là khỏi mai khỏi mua đấy giá loại bột mới kìa ai ơi ai tôi cũng trời chưa xét giá mà mấy ông có lấy rồi khốn nạn bán huê vốn ơi à, bao nhiêu sáu bảy mươi tám đô bán tám đô mấy mấy ông này mà này, lấy sớm nhanh anh nhanh tay đấy anh nhỉ nhỉ nhanh, nhanh tay nhỉ ta chưa xét giá mình bốc bốc của hai phát rồi mười 17 đô Phải anh lấy uh, bịch Ờ cả... à, đâu, anh, anh đâu lấy bịch đỏ đâu nhỉ? À, xin lỗi anh nha Em nhầm, em nhầm, em nhầm Em nhầm anh nhá Nhìn nhầm người À anh này à, em đeo bán cái này nhá à, Cái này là em mới nhập vô à, Em không không tính giá cái này anh nhá, anh nhá Ừ Không là anh lại sách đồ của tôi đi, chết <laughs> Nó có tính luôn không nhỉ? Ờ nó có tính luôn của tôi không nhỉ? Ơ ờ, anh này cơ hội quá bốc bốc hẳn ba bịch này ôi rồi ôi để tôi xem nào để tôi xem giá nào ôi ơi ba phẩy chín chín đô huê vốn <laughs> Được, anh ấy tôi bán huê vốn mất tiêu rồi à, đâu ờ à, vốn mẹ rồi huê vốn rồi toàn cắn răng chịu đựng 3 cái đồng lẻ này cũng phải đi lấy HÁ Có 3 sen mà cũng phải chia tay lại lấy What the hell 13.50 Ê có phải anh này quẹt quẹt thẻ bà nhanh không Hả à? Chuyện này cũng không nhanh không Anh kêu có 3 sen cũng không lấy Ủa, Anh này Nhật Bổn à Ô lần đầu thế thấy, 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 thấy châu Á nhá Lần đầu thấy anh ơi châu Á bên này nhá Úi dồi ôi 5 sen 50 sen chứ phải 5 sen Đây đây 5, 5, 5, 50 sen của anh đây rồi Chào anh nhá Rồi cái gì đây bao nhiêu 1 sen à Ở đâu 1, 1, 1 đô 1 đô ừ. 23 đô Ok nhá Úi dồi chào anh đầu hỏi nãy nhá Rồi 26,50 50 Ôi chào anh Ôi dồi mấy anh ra đèn mua nhiều lắm 39 đô Rồi Ôi chào em, em em lại quay lại nữa à Thế em ngày nào mới mua Ôi ở ngoài có hai em giống nhau luôn Lẹ em ơi, lẹ lẹ lẹ, lẹ. Anh, anh, có việc nha Ui, đấy. Mới mua phát ủng hộ 8 đô anh em thấy không Ủa nãy kêu ông kia ông mua cái bịch bột màu đỏ kia là bao nhiêu 3,99 đô mà chị này mua 8 đô <laughs> à, Chị là người tới sau người tới sau luôn thiệt thòi vậy nhá ừ. ui anh kia anh lấy luôn cả bịch cuối cùng rồi khiếp bán đắt đấy nhở cái bịch bột đỏ bán đắt nhá ờ à. được đấy sao chú ai mua đường của ta ờ à, chú ai mua đường của tôi vậy ui chào em ui lần đầu thấy em đấy ui lần đầu thấy em tóc xoăn tới đây ok bye em nhá áo đỏ chứng tỏ nhá ừ chú ai mua đường nhỉ? mẹ ờ, mấy ngày rồi chu bán được đường thế như đát quá anh em ạ Tôi phải xem lại giá của đường thế nào 4,83 bán 6 đô quá đẹp còn gì là giảm số 5 phân 550 đi ờ, không bán được nên chắc đeo giá đấy Ui chuyện này mua nhiều thế Đấy 34 đô 34.25 Z anh bồi bàn đúng không ạ hai phát đi luôn này nhá tôi không thể tìm thấy bột đâu cả ai ai anh lại mua bột đỏ à à bột đỏ thì em hết rồi à, bốn à một hai ba bốn ok chị nhá à một ôi chị qua đã mua tiếp à đấy khen xinh cái là quay lại ngay Ok chị nhá Ôi trời hơi tối rồi trời hơi tối rồi, rồi Bắt Bật đèn phát Bật đèn bật đèn cái Rồi bật đèn cái À Hết rồi nè hết rồi này. Bơ bơ Tôi bỏ lên luôn Rồi Bơ này ui nguyên một thùng Ha 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 Rồi Vứt đồ đi nhỉ Ờ à, vứt luôn để đây làm gì nữa Chai nước này Ờ à, nước không bán được cái nào À à bán được Tưởng không bán được chai nào Nào anh nhá đợi chút đợi chút Ôi, ừ, Vô mua bánh mì thôi à Lương lậu dòng này thế nào anh mua được có đúng hai bánh mì vậy 14 Rồi anh đi luôn anh nhá Ôi, Trời ơi Mười lăm à, à, 15 mười đây à, mười 5 chấm năm, mắt em tèm nhẹ bên đây nơi rồi À trứng à, ai mua chứ nhỉ Ờ, à, uh, con à Mua trứng với chị ơi Trứng đông lạnh, ờ à, Tươi ngon chị nhá, ừ trứng đông lạnh tươi ngon Mua đi chị Rồi Cái gì đắt vậy dầu ô lưu đắt quá đắt dầu ô lưu luôn luôn, đắt chị nhá ờ ở ngoài nó cũng đắt nhưng đừng nói ở trong này rồi uhm, mm. chi chi ui chung hôm nay bán hết chi luôn này ơ ờ. phô mai phô mai phô mai phô mai bán hết mới level 8, chú level 10 rồi thuê nhân viên nữa à, uh, ok chị anh nhá không biết có anh em nào mà kiểu như ra chỗ kia người ta bị nhầm là anh thành chị không anh em ừ. 78 này mới qua ai bị nhầm chứ lúc trước là tôi mặc cái hoodie tôi chạy vô trong cửa hàng tình lợi người ta xưng tôi chị Ờ uh, what the hell Thuê anh nhá, 8 đô Rồi, xong rồi đấy <laughs> rồi finish này đóng cửa cái chuẩn bị hàng cho ngày mai cái này làm tôi nhớ đến công việc của mẹ tôi Đúng không mẹ tôi cũng bán hàng như thế này ờ à, mà nhiều mặt hàng hơn thay vì là mẹ tôi là giá mấy cái này ở trên mấy cái kệ thì không mẹ tôi nhớ vâng à, hàng ngàn cái đồ mà mẹ tôi nhớ trong khi bố tôi thì làm cùng với mẹ tôi thì lại không nhớ Phải lấy bút là ghi lên giá lên mới nhớ tuyệt vời tôi ra tôi bán đâu cũng đem nhớ Ừ. ừ. bây giờ thiếu cái đường hôm nay bán hết này. Đường bán được ba bốn cái này. Ờ à, bột nha, bột nha. Bột nha. Bột đỏ là nhiều, tôi tôi để ý đấy. bột đỏ là bán rất đông. Bán rất nhiều. Rồi thêm là phô mai, phô mai bán nhiều. Phô mai. Cái nào cứ cứ, cứ bán nhiều anh em mình nhập nhiều hả? À. Cái nào bán ít thì từ, từ, từ bán. Dầu ô liu này. À. cái chân cùng này là à Trà đen hết này Trà đen hết này Ờ, ờ hết rồi à Muối Ờ Cái gì nữa nhỉ Bột đỏ mua hai bịch rồi anh em Bột đỏ mua hai bịch rồi Ở Đây này ừ. như gì nhỉ. Bơ bơ bơ. À à. bơ 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 lạc bơ lạc bơ lạc. Bơ lạc. Bim bim hả? Bim bim đủ à, bim bim cũng thiếu vài bịch. À, cho lên bim bim phát. À, ngũ cốc anh game nha, mà bim bim đâu? Hay cho thêm phô mai đi nhỉ. Phô mai có rồi mà, có phô mai hai hai, hai cái luôn nè. Rồi, các đổ đấy, cái mai Trả nợ, trả nợ cái Tôi trả nợ cái Tôi, tôi trả nợ cái à, mỗi, ngày trả một miếng thôi Được rồi Ok Hôm nay lời 197 đô Quá tệ Hôm nay có một ngày thì có ngày là ngày kia anh em hiểu không Có ngày lời ngày lỗ Ngày qua là mình mua hàng nhiều quá Nên là hơi lỗ tí Với lại trả nợ ở đâu các kiểu nữa ừ. Đấy, bim bim này. Mà để đây. Mà để để cho tôi. Không cần phải đi mua sang đây mua kho làm gì chất làm gì chất đầy quá đấy tôi nhá. Chất đầy vào. Cái nào mà khách phần là, là chỗ này chật quá hay gì đấy anh em mình mới mua kho anh em nhá. Ông không thôi. Cứ ừ, chất đầy. Đấy. Rồi oh, cheese Phô oh mai Làm thêm ngăn nữa Đấy Bán chó đông Bột này Cần mua thêm kệ không nhỉ Ờ cần mua thêm kệ không anh em mày Sửa lại giá chai nước kìa anh ơi Ế quá À vậy à Đâu 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 đâu, đâu. Chuẩn 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 uhm. 2,13 Bán 3,20 Hay bán 3 đô thôi 3 đô đi Không có 2 mưa đằng sau thì em có mua không Ờ à. Giảm cho được 20 cent uhm. Ôi ôi Đầy hết rồi Không biết bỏ đâu rồi Bơ này Ôi chắc phải mua thêm kẹ rồi Mua thêm kẹ rồi anh em ạ à. Ừ khả năng mà thêm kệ Ê, trứng là trứng còn nguyên chứ còn nhiều lắm trứng này còn còn đặt thêm trứng này Ừ. À, thiếu cái gì là quốc liên nữa đấy, đấy mới clip hả mới vô khắp cấp, cấp 10 sắp thuê được nhân viên nơi để nghe mà kêu mới clip nữa Có vẻ trứng ra này không bán được à bán được Ok 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 What Được chưa Tôi quên xét giá cái nào không Hả à? Tăng giá tăng tăng, tăng tăng giá nó 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 chê là bị trừ điểm anh em nhá Ừ trừ kinh nghiệm đấy Ok Con nha What Đợi Còn dư 300 300 mình mua cái gì nhỉ <laughs> mm

Ôi rồi mua bánh mì thì ra ngoài chỗ bà bán bánh mì mua chứ ơi. Mua cái mua bánh mì. Mà mày 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 bảo bán bánh mì thất nghiệp. Ui dồi. Ôi rồi ơi, anh này mua muốn chai dầu. Nghi lắm nhá, anh này mua chai dầu. Ui, à, tuyệt vời. Mua chai dầu có 5 đô. Đưa trăm đô. Ở đó chú em suy nghĩ để đem em 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 thối lại bao nhiêu tiền. Ờ uh. Tiền to quá từ từ Rồi Đi luôn anh nhá Không phải không phải vô đây đổ tiền đâu nha anh anh, anh, anh nhá What the hell Khoe giàu đấy Khoe giàu tinh tế For like, anh em hiểu không For like, for like giàu uh, Một đô Ủa đấy Đại gia nó phải là for like như này Đúng không anh Đấy, tính tôi à đàng hoàng Đấy, chồng Bạch công tử Ra hơi đen tí Ủa, cái này cái là cái gì mà nó hết mất tiêu rồi Đường à? À, để tôi xem tôi, quên quên mất 52 Ôi chào em hôm nay mua được có một cha thôi à? Hả? Hôm nay được có một cha thôi à? Mua một con dầu ô lưu Ôi dồi, hôm nay em bớt sinh rồi nhá ừm Uh, ok nha ui bạch công tử là có ai mua à ôi hôm nay là bạch công tử tới mua mua hai lần luôn ok chị nhá đây ok chị 13 đô bảy năm mượn, ok uh, thiếu đường rồi tôi nhập thêm đường cái anh em ừ. nhập thêm đường đấy thiếu đường rồi rồi bạn anh em Hồ Nguyễn nhá. Anh thử đang bán hàng thì đóng cửa xem mọi người có ra không thì nhân đóng hàng rồi đóng cửa kìa em. đang lợi nhuận đang tăng thì nhân đóng cửa phát ế Olive oil đắt quá à anh? Ai à, đắt quá, à. đắt quá thì em đợi chuyện chất kệ phát. Đắt mà có người mà có người mua là ok anh nhá. ừm tôi chưa thấy cửa hàng tiện lợi nào mà khách uh, đi vô trong cửa hàng tiện lợi là kêu đắt cả uh, toàn là im mới mà đi ra thôi ờ uh, sau đấy là lên pay để đánh giá chứ không ai mà kiểu như là chơi trước mặt như, như như game này cả ờ uh, Chứ bao giờ chứ khi nào anh em mà bán ở ngoài tạp hóa hay là bán ở trong cái chợ nào đấy thì người ta chơi đắt đúng ờ uh, tôi cũng thấy rồi chứ trong uh, thử cửa hàng tiện lợi siêu thị đồ không có giá hết cả chơi đắt là chịu Bye à, bye em nhớ Rồi ơi kệ okay. Sao anh không mua kệ vậy á à? à? kệ à Ok kệ nhá Ok kệ luôn Mua kệ nào nhỉ À quên Có một, có một kệ nhiều mà hỏi kệ nào Rồi 200 Đắt có không nhỉ 200 đô đấy Mua luôn gì gì Đặt đủ cái gì À Đặt đủ cái gì What rồi mua cái kệ rồi từ từ ôi chị này tính thanh toán cái à, từ 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 anh em nhá tôi tôi mua cái này cái à, một đô ok Mua một anh em nhá kệ rồi mua kệ rồi mua kệ rồi 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 để tôi xếp vào đâu cho nó, nó đẹp các cái ừ, xếp đây thì nó 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 chắn quá xếp đây thì không đẹp ừ, xếp đây thì chắn cái cái cửa quá xếp đây nha từ từ tôi chú chú tôi thấy nó cắn, cắn tí. Mắt tôi nó hay cân tí anh em lại chút nha. Ừ. Chúa kịp sắp hàng lên luôn. Ui chuyện này mua nhiều thế. Ui rồi dạo này thấy nhiều nữ đẹp quá. Năm tám năm mươi ok chào em nhé. Ui xăm chỗ. Ui xăm chỗ. Rồi. 32.75 Kê anh nha Rồi để em chất hàng đến kệ cái Đấy Ngon ngay Đấy Dù cái gì là quất hết lên đây anh em nha À phô mai bỏ trong đây chứ rồi Ui đợi chút, đợi chút, đợi chút Ui đồng thế Tiếp Ăn nên làm ra 68.50 Level 9 rồi kìa Rồi rồi sắp, sắp 10, sắp 10 rồi Sắp 10 rồi Sắp 10 rồi, sắp 10 rồi anh em ơi, sắp 10 rồi Thêm được 8 tác phẩm ngày mai nữa anh em mình lên được uh, level 10 đấy Ui tính tiền nhanh như chớp Người ta nói là trăm trăm cái Gì trăm hay không bằng tay quen à À phải không Đúng rồi Đấy tay quen phát ào 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 đẩy Đẩy Đấy. Đấy nhanh như điện Hồi nãy chê cái quay lại mua <laughs> hồi nãy chơi 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 ẻm ấy không chơi ẻm ấy bây giờ em cái lại mua đấy mua đâu mua nhiều đâu ạ đấy Ôi, xin nãy xin lỗi em nhá thấy là bây giờ thấy em đẹp ra đấy em em không thể tìm thấy xưa à vậy à có cần xưa à, em Ôi, tôi tưởng em có hai bình sẵn rồi <cười> <cười> uhm... nhanh nha chị ơi ông cửa rồi chín giờ anh ơi Cảm ơn à, tao lại nhá Rồi Tôi Ok chị nhá Ôi chào anh Ui tóc undercut được cút đồ ba mươi nhá 34.5 Ok anh Kiếp anh này mới tập kim về sao đồ vậy Ngực nghiếc Cơ ngực cơ ngủ anh đang tìm cái gì đây không có sữa à, à chết rồi không có sữa trừ điểm rồi à, đó, 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 đóng cửa đóng cửa không vô khách trừ, trừ điểm hết sữa hết sữa hết sữa để tôi vứt mấy cái thùng này cái ông mình chất đống lên rồi về cho hơi tối kìa em đèn không nhỉ ừ trông tối tối nào thường là tôi tô thường thường là vô mất của hàng tiện lợi là tôi kiểu như bước từ từ ngoài vào như kiểu như bước vào trong thiên đường đấy em nó sáng hoắc ơ à, còn còn gì đây à muối à muối để đây chứ à rồi còn có cục không lấy được để đây đi rồi thiếu cái gì đó trả nợ ngân hàng quay hôm nay được nghìn luôn Hôm nay được nghìn tiền What the hell Thì tôi trả nó ngân hàng phát Trả ngày thôi Rồi à, Mua gì ta Từ à, Từ anh em mình soạn hàng cho ngày mai đây à, Dầu hết nè À dầu, ăn hết nè Dầu ăn à, Dầu ô liu à, cà phê bán cũng phải bán bán cũng được chứ. Cái này là cái này là cái gì nhá? Hoàng Huy nhá, lên level 10 thuê nhân viên đẹp gái ngắm đi anh. Không có thuê nhân gái không hay là thằng được rựa đâu không biết. Ờ. ờ. cái, cái gì này dưới đây dưới đây? Cơm à cơm cơm cơm. Cơm. Cơm hai bịch. Cái này là cái gì anh em ơi? Cái này là cái chỗ cái này là cái gì? Hello anh sữa sữa hai hộp ở các bạn yêu đó đây nhá khang nhá nghe các bạn em khang cái này là cái gì này ở tôi tôi có hỏi anh em cái này là cái gì đây bơ à không bơ bơ bên này mà anh em bơ ờ có tên tôi phải bơ nhỉ để tôi đợi chút để tôi bơ đi đâu để phô mai anh em nhá phải bơ nó vẫn quy bu chà trà. trà vẫn còn được vài hộp có nhớ phát nào bột đỏ hết rồi này bột đỏ hết rồi à pasta 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 hết pasta hết bột đỏ hai hộp à, bánh mì yeah đúng 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 bánh mì đúng bánh mì đúng mắc rồi nó không mua được à? Hóa đơn chỉ được 10 món thôi Mát rồi mát rồi mát rồi Rồi ngày mai Ngũ cốc, ngũ cốc còn anh em ngũ cốc còn, ngũ cốc còn, ngũ cốc còn Ngũ cốc còn Ờ, ngũ cốc hết luôn này Ngũ cốc hết luôn Rồi tôi mua ngũ cốc phát Rồi Ok rồi đấy Xài Tiếp một ngày nhập bao nhiêu? Đúng người đúng rồi. Còn trà không anh? Cảm ơn anh em tưởng về tôi đâu. Chào những con anh em. À thôi thôi tôi tôi sắp đây, đây, phun đi. Rồi. Chào con, chào con, chào con. Chào con, chào con. Còn một vài hộp cái ngoài mới hư không biết Đấy Rồi Vừa khít Dầu ô liu này Rồi Ê từ từ Giáp bên này dầu ô đi Rồi Du giả du giả Xếp lại quán đâu 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 Chuẩn chuẩn Để chúng tôi xếp lại quán phát cơm 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 bên nước ngoài ăn cơm à Tôi tưởng bên nước ngoài chủ yếu ăn bột bột, bột mì với bánh mì chứ cũng đòi ăn cơm à ai ra chắc là bán cho anh cho châu áo hồi nãy đấy ờ hồi nãy tôi thấy anh nhật bổn khả à, năng cao bán riêng cho nhật bổn đây giờ bán đây này bán ăn luôn đi anh em Hoàng Huy nhá Donate chỗ nào có bài hát vị anh à, Anh em donate ngay cái chữ à, Ngay cái dòng ấy nhá Ngay ngón tay của tôi chỉ vào cái, cái dòng này này ừ, là sẽ có bài hát Những cái bác khổ ở trên trong ngày ngày vui đại thắng được không ạ Ờ à, đen bỏ đây tiếp Rồi à, còn gì nhỉ À ủa Tôi nay tôi mua bột đỏ nhiều lắm mà không không, không, không sao à hay nãy full nhỉ Bột đỏ Cái này hai cái này là cái gì vậy Cái hàng này là cái gì vậy Ừ, tôi vẫn chưa biết cái hàng này là cái hàng gì nè Rồi, Bột đỏ Đỏ đây luôn bánh mì á, ah à, đúng, đúng 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 bánh bánh mì với cà phê bánh mì với cà phê, mua thêm cà phê phát, cà phê bận chạy, bánh mì, thêm bánh mì, hồi nãy là anh em mình phun cho này không mua bánh mì được, chuẩn chuẩn, Ờ à, mua thêm spaghetti, spaghetti, Ơ à, chui chui thấy thoát quên, rồi hôm nay nhập hàng vào ác à, biết bán được không cứ nhập hàng. Ừ, đây bánh mì đây. Đấy đủ luôn. Không biết sao này con game này nó có mấy cái kiểu như là giống như con gì ta, cây xăng simulator không nhỉ Nó nó kiểu như là để trước có cái con dựng nhảy 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 đấy anh em. Có cái 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 con kiểu phao phao đồ nhảy nhảy đấy để thu hút khách ấy. Ở bên chạm xăng có, biết bên này có không? Đây là mấy bản demo, chắc chưa có sau này có ừ. Đủ chưa nhỉ? Sữa còn quá trời, chưa bỏ đi À đây còn này còn, còn slot đây, bỏ vô Full ừ. Còn nhiều quá, không biết để À, có một gan dầu ăn với dầu ô liu với trà đen dầu ăn dầu ô liu với trà đen thêm một món nữa thêm một món nữa thêm một món nữa anh em ơi cho tôi gợi ý thêm một món để sang bên kệ bên cuối cùng bên góc này này bơ bơ nó để chút bơ đậu phộng này à đây trứng trứng bỏ trong tủ lạnh Còn 7 ngày chà NS nhà SNAR kia Chúc ASNVV và nhà sáng nhất đêm 10 tháng 3 năm 2024 em nhá. Chúc sớm Ui sợ dây. bữa đỏ à, lai like, tim 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 Ác à, à. à. ác Ngoàn sinh yêu của em đâu rồi Mấy anh em chuột TV Bánh mì chưa có giá anh ơi á Thiếu sữa sữa có rồi mà Phun rồi đi đi Ờ, uh, bánh mì ở uh, thêm bánh mì đi. Ok. Ôi, anh em biết tháng 3 này có cái cái, cái, cái gì đó đặc biệt không anh em? Hả? <laughs> ừ, trong tháng 3 này có gì đó đặc biệt. Ừ. Tôi quên rồi. Biết anh em nhớ không? Uhm, đây bơ đây bơ, à, bơ đậu phộng tháng ba. rồi trời có đặc biệt hơn ngày tháng ba luôn. nha yeah. Đặc biệt hơn luôn. Đặc biệt hơn tháng ba luôn. Ờ. À, Đố luôn. Từ từ để chút. Mm. Ngày dỗ tổ hùng vương À quên anh à, sinh nhật tôi Anh em nhá <laughs> <laughs> Nhắc nhắc khéo rồi nhá Ừ mai, mai nhắc rõ ràng đâu anh em nhá Nhắc khéo nhắc khéo nhắc khéo Nhắc khéo Nhắc khéo Nhắc à, Ba ừ. năm người xem mà có 600 trăm like anh em tự giác nhá, ừ, nhắc nhiều, đúng không ạ? Tự ra đây Nha Tự ra đây Ờ uh, đúng, đúng, rồi Giá cả đúng rồi Đúng Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Ok này Ôi oh, trời hết rồi Quất Ok mở cửa rồi Let's go Let's do it Tao khu phố bóng vậy ta Anh mặc đồ hỏi Ngủ con em ơi Hả Ngủ con Ngủ Trông cũng à ác à chứ Vâng Mở Mấy mà... phút rồi Một tiếng trôi qua rồi Chưa khách nào tới Ôi chào em vô, 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 vô em ơi Vô được rồi Con bé Thúy sinh nhật người đẹp trai nhất Like này 10 tháng 3 là Phải à Anh em nhớ cho tôi cũng nhớ nhá Ừ ừ nhớ nhớ, nhớ nhớ, hộ tôi nhá ừ. Nhớ đến ngày đó nhắc nhá ừ. Các bạn anh em nở hát sang Anh em nở hát sang nhá Rồi hôm nay mới mua nhiều đấy <laughs> Hôm nay là khả năng lên level 10 Uuuu ừ. Nước đã quá Yêu 2,50 Tăng có 50 cent vào kiểu đắt Ừ bán 3, bán 3 đô Cô đắt Ờ sao đôi tiền lẻ em nhá Tiền chặt em nhá Đừng có tiền lẻ Thối mệt 2, 3 đô 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 chuẩn này Đây Thế à Thời đại này Cứ tính tiền mặt đấy Ờ 2 50 Ok chú nhá anh em về tự mu mua bò à. tự bắt sữa tự uống em mua chú thị mua được cũng uh, được cái bịch sữa đi về ok nhá yeah. nhìn mặt chứ biết không có chút con gái rồi bốn mươi lăm đô chấm năm <cười> <cười> nhìn mặt biết chưa con gái liền uh... À con gái mua một, một bịch đúng không? Mình mua hai bịch Được không ạ? Ôi chị này vừa 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 nói cái gì đắt thế nhỉ? Tôi chưa kịp nhìn nữa Ô chị một vợ của Một trăm đô à Một bốn bốn phẩy năm đô đưa một trăm đô À Ok chị nha Ôi tính thẻ à quên Ừ Ôi chào anh rồi sợ mua hai bịch đỏ 23 đô có lại hai đô tốc độ ép đại gia mua toàn dầu ô lưu lại mua hai bịch chưa hồi nãy chờ nói uh, mua một bịch bây giờ mua hai bịch hay không anh ấy quên tự ái không anh nay nãy anh em mình nói, nói mua một bịch tự ái quay lại mua thêm hai bịch khẳng định là mình mình, mình có người yêu không? À? sợ liên nói phạt quay lại mua hai bịch luôn cái gì cơm đắt quá à vậy khỏi, khỏi, khỏi ăn cơm ăn bánh mì cô nhá ừ ăn bánh mì thôi à cô cô ăn à, mì tôm à không ăn không ăn cơm nữa do cơm đắt quá ôi chào anh nhá ui mặt anh nóng kiểu à, nước nào đấy nhá khó nhìn đấy nhá Tôi cũng chả biết đoán được mặt anh là nước nào nữa 4450 à? À vậy à Có nhiều khách hàng mới anh em nhé Ừ Tôi thấy là nhiều anh khách hàng mới đấy Quán ế vãi Một ngày mà anh em mày từng này khách mà vô là đã Đã là gọi là 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 đã đắt khách rồi anh em nhé Ờ chứ anh em muốn vô nườm nượp à? Hả? Ừ, tôi bán hàng tôi chỉ cầu ước rằng là là, 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 là từng này khách tới thôi nó rảnh tay anh hiểu không? ờ, vừa vừa bán vừa bấm điện, bấm điện thoại và xem top top cứ đông khách quá à tôi cũng ngại hiểu không? xoay sở không kịp tiền thì tiền nhiều nhưng mà, 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 mà cực cực quá ừ, ờ, đôi lúc là tính sai uh, tiền cho khách ờ, uh, uh, nghe mình lộ lúc trước tôi bán cho mẹ tôi, tôi còn uh, có vài khách còn uh, uh, vơ tay uh, tính tiền xong còn vơ tay lấy thêm phát nữa để đi đi anh em nhé Ừ, ỉ là không có camera cái là vơ phát uh, hai hai bịch mì, mì tôm mà đi luôn. Em chưa gặp, với tôi, tôi gặp nhiều. Ừ, sau đấy ở nhà tôi lắp camera sau ngày mai gặp lại cái là là, là 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 ăn chuỗi ngay anh em nhá ờ, ngày mai cái là gấp đôi canxi liền ờ, đền lại bốn góp mì tôm không vào lên phường ủa à đắt à bột à bột đắt à ai xa sao vậy đúng thì chúa anh nhớ không có đắt đâu rồi khiếp đại ca này mua mua trứng à? mua cơm với, 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 với sữa Ủa? à tự nhiên nhìn sang tôi chả thấy tiền đâu cả <laughs> anh này mua đúng một bữa một, một, một uh, mì tôm 4 đô đưa 50 đô à, 4. Trời ơi 46 đô ạ Rồi Rồi Tôi đem bật đèn cho sáng ấy Mới tập game về anh Ừm, game mơ ngày nào ăn cũng nhiều Ờ uh, 60 50, ok anh nha, đi đây Cảm ơn thôi, lên level 10 chưa chùa, lên level 10 luôn Bạn em nó SN ngày 6 tháng 3 Nó đòi e in ảnh của anh có màu Siêu đai tặng cho nó tình yêu mãnh liệt nó Dành cho a đó idol ạ à. E 2 tấm à. nó 3 tấm mặt cười. Mặt, Ui, cười, mặt, cười mặt cười, mặt cười, mặt cười, mặt cười Ừ anh em về anh em thì hình tôi đừng đứng cúng bái gì nhé ừ. Để góc bàn học thôi nhá Đừng có chơi buồn cho ngải tôi Thế là được anh em nhá ừ. Em ơn anh em thư 30 này Ồ Rồi Ôi hôm nay bắt được 900 đô rồi Hôm nay được bán 900 đô Không biết bán hết cái cả cái cái đống này, này nó kiểu như bán liên tục liên tục vậy biết lời lỗi nào nhỉ? Ờ thích bán này lời quá. Không biết là khi nào tôi ở ngoài đời tôi thuê thuê tiền mặt bằng đấy anh em nhá. Ờ game này nó ít tiền tiền mặt bằng nó, nó, ít thôi chứ game ở ngoài là anh em tiền mặt bằng kéo bằng nửa doanh thu. mười 15 Tiền điện địa thì không đáng bao nhiêu Ờ à, chào anh nhá Chứ Tiền mặt bằng là thấy là bằng nửa anh thu rồi à, Ok anh nhá Chưa leo vào mười nữa Một Hai khách tới thôi chỉ cần hai vị khách tới nữa thôi là lên level 10 rồi Xếp hàng lên cái Bán tiếp Overnight Hôm nay là overnight Có ai tới đâu ạ? À? Anyone? Thấy cho em lên cấp ngay Ai à, ơi Và đây chị em lâm tâm gì nhá Không còn ai tới nữa Tuyệt vời Ồ hôm nay mua dầu ăn nhiều quá nhỉ A. À. Một người nữa thôi, một người nữa thôi. <laughs> là lên level 10 mà nó không cho. Cái này là gì À bắt À spaghetti, à pasta. Anh ơi mua mua anh ơi. Anh ơi. Momo à. Ông có đóng cửa ở đâu nhỉ? Cái này là cái gì vậy? À có đóng hai hai bịch mất. Ra mồ dài tí hả? Ừ. À đi ông này đi luôn ông này thẳng luôn á, ông ông không quẹo ạ có ai không một người nữa thôi <laughs> một người nữa thôi không ai à không một ai à anh ai ơi rồi anh đi bên kia rồi sao không, không một ai vô thôi để anh em mình à uh, uh, ai thôi ở cái trên này là cái gì nhỉ? cà phê hết này

vẫn vẫn mở chị nha, vẫn mở, vẫn mở, vẫn mở chị nha. Vô chị ơi. Bim bim. À bim bim mà hai bịch. Ừ. Rồi à à bơ à bơ 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 bơ. Bơ bơ bơ, à quên à bơ đậu phộng. Rồi. Gọi là vọng spaghetti pasta Quay dài dưới này, à cà phê, cà phê, cà phê Cái gì trên đây anh em ơi À một đỏ, một đỏ, một đỏ, à đúng rồi, một đỏ Dầu ăn Ok Đủ chút, đủ chút À chi 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 chi, thiếu chi, thiếu chi thiếu chi rồi 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 nghỉ nghỉ ngày mai làm tiếp ui hôm nay lời 300 đô nhá. hôm nay lời 300 đô nha này bây giờ mấy mấy quất này quất trả nợ ngân hàng này hết nợ rồi à hết nợ ngân hàng rồi oh my god Tuyệt vời, hết nợ ngân hàng rồi. Đến đây vào 10 rồi. <laughs> hết nợ ngân hàng level 10 rồi. Các bạn anh em ra huấn võ nhé các bạn ác quỷ nhé Thôi nhé! Thôi, luôn này. Thôi luôn này. Ủa chứ gì đấy? Ôi tiền mặt bằng. Ôi tiền mặt bằng có 35 đô trả luôn tiền điện. Trả luôn. Dư giả làm gì? rồi ui giời ơi, được rửa ôi được đưa không chỉ thế anh ta còn bị còng lưng à. không phải bị còng lưng mà anh ta bị à, cổ đang trước vâng à, à, dạo này trên à, mấy cái sản thương mại điện tử mà anh à, bán mấy cái giữa đai mà nó nịt đấy nó nịt cái lưng cho thẳng ấy cứ cong cong này cổ cứ đưa phía trước cái này chết cứ hết tư thế nhá nhân viên hơi đủ tí anh em thông cảm nhá ừ. chắc ngồi nhà ngồi bấm máy tính nhiều quá cho nên là cổ nó bị ra là... phía trước này anh em nhé à. anh em nào hay bấm máy tính là để ý nhá không là là bị bị bị, như anh này đây Đây, đây. 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 nhìn nó mắt sức sống của thẳng lưng lên đâu ạ à? ngô đâu phải thả thẳng lưng cong lưng lên Đấy, sau này không phải về nhà đỡ bị cong lưng rồi, phô mai Đấy Lâu lâu tôi cũng quên, tôi cũng quen kiểu như anh này sau rồi tôi Khi mà tôi nhìn vào gương tôi thấy tôi bị giống anh này Ở đây là một khi mà tôi thấy là tôi phải thẳng lưng ngay Rồi, giống ăn luôn áp full rồi. À, ok. Nhìn như anh bây giờ vậy. <laughs> Đâu thẳng mà anh kép. thẳng mà. Cái nào mà tôi tập tập trung quá hay hả? Mấy mới giống vậy. Ờ. Ừ, bây giờ vẫn thẳng mà. Ừ. Ok, bột đỏ là xong. Ông chưa. Ui giời ơi để xem uh, mà nhân viên làm, làm bắn nào đâu sao nào thiếu gì đâu anh em ơi thiếu gì đâu ừ, thiếu trà đen thiếu tôi đặt thêm trà đen phát đâu ấy nhỉ trà đen bẹt đặt cái có ngày nó sẽ cảm giác xuống em không Đấy. Đấy. con đặt được nữa à? Rồi Có một hộp À đây đi Rồi vứt luôn Rồi Xem giá À và quên quen xem giá nhỉ À 2 8 82 4 đô đẹp này Đẹp 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 Ừ dự đoán tỷ số Derby Manchester tối nay đi à, à Manchester City với uh, Manchester United á, 3-2 <cười> 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 hoặc là 2-1 ừ. Này 4 đi à, giá thị trường là 3,2 23 bây giờ là 4 đô 3-2, 3-2, 3-2 2 anh em phải có niềm hy vọng với MU. đúng không ạ bốn năm giá thị trường là 4,35 ba rồi bốn năm mẹ đi tròn nằm luôn rồi ok chưa xếp quá nha? à đã đưa, chuẩn chuẩn, chuẩn 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 cho 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 cái cho đây 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 qua đây phát cái này qua đây cho cho này cho cho này cho 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 cái này khít rồi Để Thiếu ạ à. Tuyệt vời Đã không được rồi anh em ạ Rồi Ôi tạm vậy thôi chứ không xếp được nữa rồi Chuẩn rồi Cũng lắm là mấy người mà kiểu như là, là đang đang lấy đồ xuống đây á à? Thụt ra cái Dính góc cạnh của cái cái kệ đó là đau lưng thôi không sao hết nhá ừ. xem nào làm ăn chủ nhìn nhân viên bán nào hôm nay anh em được rảnh tay rồi đấy rảnh <laughs> tay rồi ờ. em nhân viên bán nhân bán bùng như nào anh em tâm nhá hộp sữa bốn đô đẹp thôi ghép tám ừ. chục nghìn quá đẹp <laughs> Trong hang wifi mạnh không a à mặt cười Mạnh Mạnh anh em nhé Còn xe các hang khác nữa chứ Trong hang thì luôn mạnh rồi Ngoài hang mới, mới yếu thôi Đấy Rồi chị mua thêm gì Nhà có đường sữa bột gì không chị Cái gì Nước lọc đắt quá Nước lọc 60 nghìn mà đắt nước lọc sao trong kia nó đẹp rồi tính tiền đi bạn ơi ui sôi ôi Cái nhân viên của em đẹp trai không vậy hả ôi <laughs> trông mặt nhân viên cứ thế nào ấy <laughs> ờ tính tiền lẹ em ơi ôi rồi không cảm xúc gì luôn đấy nó quẹt thẻ quẹt nào à, có đẹp. hôm nay giờ tôm hôm nay tôi chỉ nhập hàng thôi anh em nhé à, nhập hàng thôi thiếu cái gì đấy anh em nhập vô Đó ạ à? à, thiếu spaghetti Ê à, hôm nay có người lào đấy xương à? cái ở sương, sương Đấy, tết tết ngay đấy đấy anh này nhìn mặt giống như nhân viên của tôi hơn này <laughs> à, anh có làm miếng bia đeo không anh Ai? Nhìn anh có vẻ sang trọng hơn nhân viên của đấy. Nha. Ừ. em đấy nhá. Ờ. Em có ý định làm nhân viên đâu anh? Ai? Anh đi rồi. Anh không trả lời tôi. Ok, tôi lấy là spaghetti cái. Trông nhân viên trông nó 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 ấy quá. Và anh em Nhật Bổn, Nhật Biệt nhá. Mở rộng lãnh thổ đi ạ. Ui cái này chưa đủ bán anh em tôi chỉ mong có một có một, một siêu thị mini như thế này thôi à ở khách vô được mấy này thôi mỗi ngày này là tính là nhanh 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 rồi đấy anh em ừ, tôi nghĩ là nhanh rồi đấy ừ, anh em mình thiếu cái gì đấy ừ, cái gì cái gì đấy à cái gì đây hình như là xưa Cảm ơn Nguyên nhá. Xua 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 anh em ạ. À. Tiếp yep, tiêu thụ ác. Một hộp sữa 80 nghìn mà nó cũng mua khiếp dân ở đây toàn là dân chơi. Ôi chưa, 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 gặp anh da đen này bao giờ đấy. Ôi rồi ơi chào anh Khách hàng mới hả anh? Ai da. Tiếp yep, buổi sáng đúng có khác. Khách vô nươm nươm. Buổi tối chào ai. Rồi, bánh mì hấp hết rồi order thêm bánh mì rồi tiền cứ vô cứ ra rồi một một đỏ một đỏ một đỏ ừ okay. à, à anh này làm tôi nhớ đến một con game anh này làm tôi nhớ đến một con game của sáu sáu mặt rất giống những con uh, những nhân vật ở trong game 616 anh em nhé đây Gì đây rất giống các anh em để ý không cái tôi thay giống quá à, bánh mì này hết ờ à, là bánh mì dư rồi dư rồi bột 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 Pasta sắp hết Đã đại chị Pasta hết này Còn hai bịch Bạn nghe mà tâm nhớ Đây Đấy, người có người làm đỡ ngay Đỡ phải, tôi để đây có ai mắt không nhỉ, có mắt không nhỉ Anh mẹ công rè ngoài mất nữa rồi. Nói chào em. <laughs> Còn thiếu gì không anh em ơi? À, trà đen là đủ rồi. Spaghetti, 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 mm, spaghetti. <laughs> rồi. Chào em nhá Này ra đường thì Tiếp đi chợ ở mặc đồ này Đàn ông xong không mê được đúng không Ừ. Hmm. Ôi, à, hết dầu ăn rồi hết dầu ăn hết dầu ăn rồi hai thùng dầu ăn rồi hai thùng dầu ăn cặp bến, Ê, tối hơi tối lại chút đợi bật bật đèn anh em, vũ khí lợi hại của phụ nữ nhỉ, đúng không? đàn ông chúng ta làm gì có chuyện để, 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 để gợi cả được vậy, đúng không? đấy, đàn ông chúng ta chỉ có phong độ như anh này đây, đây rất phong độ, thấy không ạ? Đây là cái gì? công tử uh... bạch công tử, anh em nhá, bạch công tử. Buổi tối vui vẻ nha a. À. Ờ, ơn anh em tung nhá Buổi tối vui vẻ anh em Tùng. Rồi. Chả... À, có nâng cấp gì không anh em ơi? Cho tôi một à, ý kiến đi để nâng cấp xem em nâng cấp cái gì phát. À, yeah, đen này. 88 này. Rồi full này. Ui, còn thiếu ui. Những cái chuồng lợn. Đèn, xem đèn bao nhiêu. Thêm đèn đi. Thêm hai cái đèn đi. Hai cái đèn 80 đô. Đâu? Ủa? Tính tiền chưa? À chưa tính tiền à? quá 9 giờ rồi Quá 9 giờ rồi cho nên là không mua được Ngày mai mua được anh em ơi Ngày mai mua được Quá 9 giờ rồi không mua được đồ đồ nữa Ôi hôm nay mất đắt không em uhm, Đường đường để tôi tôi mua thêm đường cái Su 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 Đường uh, hãng su Rồi Tiếp mua gì ác thế chưa kịp nhập vô mua rồi Dầu ô liu rồi, mua lễ anh em còn đóng cửa chưa? Ấy, Ấy, Đấy quẹt, Ấy, giao dịch đồ ác. Rồi em game. Xin chào, Chơi game hẹn hò nữa đi ông thích cái cảnh gợi cảm he he. Các anh em kít nhá, hết rồi game nhá, ở tập cuối nơ rồi, cuối game hẹn hò nơ rồi. Ủa làm mua chứ gì vậy Rồi Đã mua đồ đấy Đầu ô liu này Những chung lợn luôn Rồi hai cái đèn ơi Sao rồi ôi Mắt tôi là không cần phải 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 ấy anh em nhá cần phải thước đo thước đồng gì nhìn phát là thẳng luôn này. À. à. Nhìn phát thẳng luôn. Hay đạch tí. Hay đạch tí. <cười> <cười> Quá. Tôi nhớ mua hai bóng đèn thôi mà sao thì thêm bóng đèn đâu ra vậy? Ô. Nữa, à? khuyến mãi à? Ai à, ra tôi mua hai bóng đèn khuyến mãi thêm bóng đèn này. Đó nè mãi anh em ạ Ờ Khách hàng tâm thiết thuyền mãi Mua 2 tặng 1 Á Đào phát Mua 2 tặng 2 Cà phê hết rồi này cà phê đâu ấy nhỉ bim bim còn không vừa khít cà phê cà phê cảm anh em minh nhiều nhá đấy thêm cà phê nữa à, phát có liền không cần phải chờ. Đây, game mà cập nhật chức năng mà chờ shipper tới nữa thì tuyệt vời. Đấy, nó mới giống thật đấy không? À, cảm ơn <laughs> anh em tâm, cảm <laughs> anh em uh, tiếng, uh, tiếng 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 nào nước nào nhá. Ok, quất này. Úi, chào em, giàu à, đây. Ai đây đến mở cửa vô em vô nhá. Vô luôn em ơi vô luôn. Chắc tí em qua lại đây kìa. Ừ, tí đi qua lại đấy. Em đi giăng đi uh, có việc ấy. Chào anh vô đây ơi. Xài. Ôi xe đạp quá, xe, xe đạp quá đây. Rồi xe sẽ nào đứa nào mà để trước cửa hàng nhà tôi đây. Hả? À? Tôi bật đèn lên cho nó. Ua! My god. tôi, tôi sao sao để để cái đèn nó lệch như này nhỉ? ơi mẹ để chồng lệch Chưa cây đấy ui rồi thằng thớm ui mẹ sáng quá ai ạ mắt tôi Ờ thằng qua đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa à, tắt đèn tắt đèn sáng quá sáng quá Hmm. Chào à, cái gì đây? Hết phô mai rồi. Hết phô mai. Ba bịch phô mai cho tôi. Ờ, hết nước lọc, nước lọc, nước lọc. Như tôi nhớ có nước lọc. À sữa 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 đặt. Rồi. Ô mai hết rồi lúc nào vậy? Không may anh em nào nhắc tôi vậy. Ơ, ờ, hết rồi à? còn mấy quầy phô mai luôn đấy dầu ô lưu Rồi hết bột luôn khiếp khách mua hôm nay thưa thưa thấy bắt đắt rồi đấy ờ bắt đắt quá hết bột này mới soạn ra chưa được hai phát rồi để đây à, bánh mì mì bánh mì không nguyên vậy mày bán nó kiểu gì mà bánh không nguyên vậy à rồi để tôi ngu luôn ngáo luôn anh kia tính tiền nhanh lên khách đợi Rồi Có vẻ anh em tính tiền hơi chậm khách đợi quá trời đây Có nên làm quầy nữa không nhỉ Có nên làm quầy nữa như thanh niên này tính tiền hơi chậm Ôi em quay lại rồi em Đấy tôi biết là hôm nay em quay lại mà Nãy con níu việc gì đấy em Hả Em đi có việc gì đấy Hả Rồi ôi cũng đảng đang nó chứ Ui chút 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 chú, chú. Game đéo nó ngồi nhỉ, chán nhỉ Ờ game nên cập nhật là là là, là nút ngồi Được không ạ Ơ ờ, game sinh đôi à Oh my god Chà đi anh này Ghép Thấy gì chủ cực hơn nhân viên anh em ạ Anh em nào muốn làm chủ thì đây anh em nhá cái chủ cực hơn nhân viên đấy nhân viên còn tính đứng tính tiền đấy còn chủ làm chạy đi chạy lại tới lui mày đốt calo ác ừ, từ từ ơi Thấy nước này nước thiếu ờ uh, nước 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 Ủa 900 chơi chơi gì mới nửa ngày mà đã 900 rồi. 900 đô rồi. Xem giá. Giá đúng không anh em? Ừ, giá đúng đó. Nước. Sữa. Ừ, trứng, ok, tôi mới xem trứng ngay, hình như hết trứng rồi. Ờ uh... Có, có cần mở mở rộng mặt hàng không anh em ơi Nó nghìn đô này tôi dư giả để tôi mở ơ à, anh nhật bổn tôi vừa thấy anh nhật bổn nhập thêm hàng mới đúng không ok tôi sẽ nhập thêm hàng mới à, đây ui hai cái này nhập cái nào nhỉ một bên là nước uống một, một nước uống là chắc chắn là anh em mình phải mở thêm tủ lạnh một bên là bánh và kẹo anh em chọn bên nào bên nào nước uống nhá thêm cái tủ lạnh đi anh em thích bánh á bắt tẻ heo bánh là buồn mua thêm kẹo đấy bánh kẹo đúng không ừ, bánh kẹo bánh kẹo hay nước Bên này là có nước cam, soda, uh, nước táo, uh, sữa, soda. Bên này là có bánh, bánh, kẹo, sô-cô-la, uh, uh, sữa chua. Nước đi. Ôi, thấy nước ok. Từ ngày mai này để mới lạnh nha. quá tiếp tháng quá ủa là mở chưa à mở rồi mở rồi đi mua máy lạnh cái máy lạnh mùa đầu nhỉ à đây tủ lạnh à hai ngàn hay một ngàn hai ngàn nhá cả hai thôi hôm nay cầm một thôi hãy ngàn nhá ừ, ờ, hôm nay cho phát hành ngàn nhá ừ quật luôn ui tổ bạch to ui Thế tôi để rồi tôi để gọn cái này vô cái cái gì đấy nhưng về thông cảm nhá ờ ờ chỗ này hơi chật trội em nhá thông cảm nhá ờ Ở đâu đầu Ở đây, tôi tưởng mất 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 nghe 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 nghe, nghe ừ. đẹp Đẹp Ừ, hay là cho hai cái máy lạnh ở đây rồi hai cái kệ bên này đi, nhỉ yeah. ok không? không đi, nào Ok đi, Ôi giời, cái nào cái đấy luôn Nha, ok không? Hợp lý không, hợp lý, hợp lý không? Rồi Quá đẹp Bột Hết đề rồi Cho thêm nước cái này đi bánh mì này hết bánh mì chưa mì rồi à, này full cái này cũng phun luôn dầu ăn tiếp khi nào tôi mới có một dàn nhân viên tầm chục người nhỉ ngày đấy ngày đấy ngày đấy sẽ không xa à, đang là xa đấy đây là bột này thôi nhân viên ông nhỉ để tôi xem cho nhân viên nữa ông đỡ ông ta Ê, xem cho nhân viên nữa ông ta tuyệt vời cấp 20 mới thuê được nhân viên thứ hai anh em chơi tầm tháng nữa là anh em uh, thấy nhân viên thứ hai nha <laughs> ok để tôi uh, tôi nhập à, à, đồ đất cái Uhm. Đâu cái okay. món mới đâu Món mới đâu Úi rồi orange, orange juice Được không ạ Orange juice Nước cam Soda Soda ôi sao lại có hai Soda cola Soda uh, Bảy dấp uh, uh, Apple Mew Soda tuco Tuco là cái gì Xá xị hả Hình như là xá xị ấy rồi rồi nhập thêm mấy cái cũ đi, cái cũ là bột 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 đỏ, bột đỏ, muối, gạo, à. bơ đậu phộng, cà phê, trà đen, ở oh, hết rồi hết rồi, ơi! Ôi, hôm nay mua mất cái bay là mua mất cái tủ lạnh với nâng cái kia nữa nữa lên là anh em mình lỗ mất 500 đô tuyệt vời đặt hàng lấy cho nóng thế nào ủm ừ. quay ừ. nhiều hàng thế rồi full mình nhiều hàng thế nhở Cái gì nhỏ 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 đấy? À muối à? Đấy, rồi lọ lọ hôm nay, ô cái gì đấy cái gì? Sữa chua à? Sữa chua tuyệt trùng À Bỏ đến kệ à? What the fuck? này phải đem bọn đấy kệ Ui rồi hết bố kệ Nhất mặt tôi à Ở tôi tôi tìm cái um, uh, Nào mà dư ra không nhỉ Cái nào mặt hàng nó dư ra để tôi lấy hộp tôi lỡ vứt hộp rồi anh em ơi Lỡ vứt hộp rồi Xá xị xá xị Xá xị Không biết bây giờ có anh em nào có lũ xá xị không biết nó cam cái đó bỏ lên kệ mà anh em bỏ tủ đông gì ờ nghe chứ xeo chứ không phải là từ cái frozen uh, uh, ở đâu Ừ. Uhm. Rồi. Cola cola. Cola. Tiếp, một thùng mà để được hai ngăn luôn nên mà mua cái tủ lạnh ấy đấy Úi. chết rồi nhìn có chai nước bị dư kìa làm sao để tôi lấy chai nước này ra đây ồ toàn không có thùng tôi lỡ mất cái thùng rồi oh my god ôi còn nước nữa à nước cam à hết rồi Ờ, à, Frozen mới là đông mà ờ, à, Spaghetti hết này Spaghetti Rồi Ê, cứ lấy cái thùng này được không? Ê, à, smartphone anh hiểu không? Smart, smart sơ mát để làm gì? đấy, nào người ta đi sơ mát đâu ừ quá, rồi Sao có cái thùng nó nó mới nhét được viết ra được, còn sữa không nhỉ? để tôi mua về hộp sữa đây, sữa rồi. với quanh anh em nào mà kiểu như tâm lý giống tôi không kiểu như là, là bà giống như kiểu như nó chỉ cần mất một hai phát là tôi thấy là thiếu rồi à. Ờ. kiểu mà đi mình đi mình đi xăng á mà à, đi xăng xe mà anh em mình thấy mất con nửa cây là tôi đi đổ rồi chúng không để tới tận uh, khi nào mà nó hết xăng người tôi mới đổ đó à, rồi ok rồi đấy à, xét giá xét giá xét giá phát nhỉ Chắc giá uh, giá thị trường là 2,54 đô cho xá xị Bán uh, 3, uh, 3, uh, 3, 3,50 uh, nha Ok không Ok nhá uhm. uh, Soda, soda hột gà Soda hột gà 2 đô Bán 3 đô Đẹp Ừm. 2,81. À, bán 3.3 à, 3.50. Tính lệch anh em mà mình mà bị chơi nhiều quá là anh em bị trừ kinh nghiệm anh hiểu không? nên là phải cân nhắc giá cho đúng. Giá thị trường là 3,37 đô. 3,37 đô bán 4 đô. Lợi ít thôi ba uh, đô bán uh, 4 đô Được chưa ok chưa Thiếu chi chưa tôi tôi nhập chi về cái Còn thiếu gì nữa không chưa chưa À, Thiếu gì nữa Còn cái chưa tôi chưa chưa không? còn số chua mà thôi uh, chưa có kệ để ừ, chưa có kệ để ok quân nha phô mai anh em có nhầm phô mai với bơ nhỉ ừ, bơ là bơ phô mai là phô mai bơ bơ là gì vậy là bơ được còn phô mai là cheese anh em hiểu không mm. khác nhau cà phê à? à cà phê bán 12 đô bạn ủi cà phê bán lời phết cà phê bán 12 đô lận tôi nhập tên cà phê nhỉ mà hàng cà phê cũng mà đắt anh em ạ ôi đói Úi rồi ôi lấy hẳn hai bịch nhưng nhiều, nhiều anh ơi rồi tít tít ngay uhm, hơi bừa bộn nên thông cảm khách nha khách nhá ờ, bừa bộn, còn ngăn này anh biết để cái gì? Em để soda đi, soda đâu ấy nhỉ? nói anh thấy dư soda mà, thôi bỏ sữa cũng được, đấy vừa khít luôn, rồi quá đẹp, Ôi sáng quá, ừm <laughs> <laughs> uhm anh bán bột mì không có anh em nhá đủ loại nhá bột mì đỏ bột, 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 bột mì xanh nhá còn anh em nào muốn uh, kiểu như là bột mì theo kiểu kia thì anh em liên hệ riêng tôi nhá ừ. Chứ nhân viên không bán anh em nhá em thu nhập hôm nay bao nhiêu Tui em kia lại tới yep. đi chợ mang này đây a à, à. Lẹ em ơi Điệu điệu rồi Lẹ em ơi Tốc độ đi Rồi Rồi Tôi đứng cạnh nhân viên hồi Có nên còn xem xây, xây thêm phát nữa không nhỉ Tôi phải cảm thấy mà đêm xem phát nữa tôi không để chỗ chỗ nào để để hết Ờ à. Quá chật trội Nó phải nâng cấp nhỉ Tôi xem cái giá nâng cấp của cái Cái này là bao nhiêu Ôi chưa gì trả tiền điện Tiền thuê mặt bằng nữa ạ mươi đô. Làm mở rộng nước. Ừ. Mì thánh long á? Không có rồi anh em ơi. Không có rồi. Không có mì thánh long rồi. Ừ cái chen qua tôi hết bán đấy, anh em nhá. Ờ ừ, lúc mà chen chen nó nó còn hot anh em không mua. Bây giờ nó hết rồi. Ờ à, cháy hàng rồi. Đấy Ép khách đồng. Nước gì nó nó hết kìa. Rồi. Đấy. Vừa khít luôn. Bán sao hôm nay nghỉ anh em nhá. Rồi. Đấy. Ô, à? ăn này Ơ, à, ăn nguyên vậy? Này nằm đâu thôi Đắt quá Nghỉ sớm thế, bà đụng đầy thôi Để người khác anh em mình chơi tiếp chứ Anh em tính chơi năm tiếng hổ à? Hả? Ờ à thiếu bơ lạc kìa. À, tôi tính là, là là để hết bơ lạc đi để tôi nhét cái sữa chua lên anh em. Ừ. Em mới phải mua bơ lạc cái nhỉ? Đấy, để một căn thôi. Còn ngăn bên này thì tôi nghĩ là nó để chua. Ấy à Sữa chua tiệt trùng Không ạ à. Rồi à. Quá đẹp ừ, uhm, Bánh mì Mì bỏ đây Ok Không nhìn đâu Hết <laughs> Anh bán 100 đô đi anh ấy. Thì, bán 100 đô ai mua anh ghép. Có cái nịt mua luôn Ừ trừ điểm tụt, tụt, tụt cấp luôn Đủ chưa nhà tôi nâng cấp luôn 4 x 4 phát nào 750 đô mới nâng cấp được Kiểm À khuôn À đúng rồi đúng rồi 11 à, 11 là 25 11 25 là 12 đô Ít nữa anh em không nhắc nữa nó mua bán hủy vốn mất 12.50 đi Tham tí đi 50 sen Bật đèn lên cho nó sáng Tiếp nó sáng Không biết khi nào mà tôi lắp full đèn nhỉ Ở mẹ chỗ nào có đèn Bật một phát lên nó mới như thế nào nhỉ Không biết game nó có cho không ra Ờ không anh em mình tập cuối anh em mình uh, chơi full bóng đèn đi nhỉ. Bật phát lên như thế nào? Ờ. Uh, khách hàng vô, khách hàng bị uh, đôi mắt xong rồi hàng đi về luôn. Hợp lý luôn các anh em cắt. Content content. Nhớ yeah, Content nhá. Yeah. Ừ. Tương lai đấy. ít ra thì khách hàng của tôi không phải đợi cái chai cho nhóm chai mà bấm tôm ấy nhỉ ờ có cái chai giống ở cái này okay. trong kiểu như là không phải đựng xá xị mà kiểu như đựng mắm tôm bên trong cái okay, anh anh em lúc trước tôi cũng uh, nhà tôi cũng bán ra cái chai như vậy này sau đổ mắm tôm vào trong này nhìn đi trên mắm, mắm, mắm tôm luôn có người mua đấy em thuận mấy quán mấy quán như kiểu bún riêu đồ anh gì là người ta hay mua mấy cái kiểu như này này bún riêu phở bún đấy kiểu dạng vậy người ta sẽ mua theo kiểu uh, chai một lít chứ này em uhm, uhm, anh em mờ mờ nhá hết bơ rồi á à. bơ đây bơ còn mà anh em phô mai hay bơ ui rồi anh em cứ hay nhầm phô mai bơ Ui bánh mì bánh bánh, bánh, bánh đi vậy Ôi bán bánh, bánh, mì bán ít quá Còn đây cả đống nhỉ Soda đã đắt, đắt, quá hả chị ba đô đúng rồi đẹp rồi chị ơi Cho người ta lời đi Cửa hàng lời có 20 nghìn nữa chị ạ Nhá Khi nào anh em mà, mà mà mà, kiểu đặt đặt mình là khách hàng kiểu như là là, là chủ mà anh em mới biết là tại sao người ta ăn lời nhiều tiền điện tiền nhân viên đúng không? Tiền nước Đủ thứ tiền Tiền mặt bằng Thấy ừ, hết rồi Thấy ừ, chưa? Thấy chưa? Ôi mẹ không kiếm được 750 đô à Cũng 731 đô thôi à Úi xôi ôi Rồi anh em đến đây thôi Ok anh em nhá, hôm nay tới đây thôi. Ok anh em, hẹn anh em vào ngày mai chúng ta sẽ khả năng là khéo uh, thêm một cái bàn uh, tính tiền nữa đấy. Ừ. Hoặc là mở rộng thêm uh, l l l l l l quy mô đấy. Ừ. Anh em ngân lên nhá, ok. Tạm anh em nhá, ừ, tạm biệt anh em. Uh, em. Lưu chưa nhỉ, lưu ngày mai nữa khổ. Ok, xếp game Không thì tự nhiên thoát phát Quay về ban đầu nó hơi khổ này Ok Cảm ơn anh em mm. Cái gì đây Ui, mẹ có cả siêu xe Mua siêu xe nữa à À đúng đấy Bác. À. Anh chúc anh ngủ ngon mặt cười. Okay, chúc mà anh em... mai chơi game gì nữa vậy ạ? À? Ừ. 10 phần 3 em đi trải nghiệm R. 10 tháng 3 á? À? Trải nghiệm gì anh em? Văn Minh Thuận à, ngày mai thì à, à, khả năng là game kinh, 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 kinh dị. À. chúng ta sẽ so le so le, so le kiểu như một lúc đôi lúc ngày em kinh dị, ngày mai simulator, hôm khác kinh dị. À, hôm nữa simulator. Ok. Ừ. Nó đỡ nhàm phải không? Ok anh em nha. Em biết anh em, anh em nào mà chưa like ở trên du Văn Túp, Ấn like cho tôi một cái Nha yeah. Ok chưa Tạm biệt anh em Cảm ơn đã anh em đã xem và đỗ lết Cảm ơn anh em rất nhiều Bye 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 Hẹn anh em vào 8 rưỡi ngày mai Bye bye nhớ Nhớ like nhớ